Chào cả nhà, hôm nay Nhi Nguyễn Cuộc Sống ở Bỉ sẽ vẽ và cắt và may cái trang váy dễ Nhi xéo sẽ nha hướng cả dẫn cho nhà. các bạn cách vẽ trên giấy trước hả, cách lên giấy giải nha cả nhà. Đó, bây giờ là Nhi sẽ chỉ các bạn xem là các bạn sẽ đo từ cái khổ giấy trước, khổ giấy từ miếng này qua tới bên đây là 101 cm là ngang giải nha, bị ngang. Đó. Còn kế tiếp bên đây là dài. Đó, dài dài giải là 101 luôn. Đó. Rồi từ cái dài giải 101 á thì tới cái miếng này thì các bạn sẽ vẽ Đó, dài qua Nhi bên đã kia. cắt vuông cái miếng giấy rồi. Đó, bây giờ Nhi sẽ dựng từ cái góc bên đây. Đó, Nhi sẽ kéo xéo qua bên này. Nha. Đó, Nhi sẽ kéo xéo qua. Rồi kéo xéo qua rồi á thì cho nó vuông góc hết. Sau khi ship giấy xéo, giấy nó xéo im hết rồi thì các bạn sẽ dùng từ miếng bên đây. Đó, các bạn kéo xéo qua lại. Rồi các bạn sẽ giúp cho im giấy. Đó. Vô góc hết, thấy không các bạn? Đó, Xem sẽ luôn. xếp giấy đã im xuôi hết rồi đó cả nhà. Thì Nhi sẽ lấy từ cái đỉnh nhọn trên đây. Đó, trên đây thì từ cái đỉnh nhọn này thì từ cái đỉnh nhọn trên đây Nhi sẽ lấy xuống đây là 26. Đặt bên cái cạnh bên đây. Và cái cạnh phía bên đây thì Nhi sẽ lấy là từ cái cạnh đây xuống đây, Nhi sẽ lấy xuống đây là 33. Rồi sau đó Nhi sẽ đánh bầu cái vòng lưng. Đây bây giờ sau khi đã vẽ vòng cong của cái lưng xong rồi thì bây giờ Nhi sẽ vẽ tiếp là cái vòng bầu của cái lai nha cả nhà. Thì cái vòng bầu của cái lai này bắt đầu Nhi sẽ để bằng thước dây. Đầu thước dây sẽ bằng cái vòng lưng. Đó, đi xuống đây là dài váy là 43. Đó. Rồi bắt đầu các bạn để thước dây đi tiếp, kéo qua đây cũng là 43. Rồi các bạn sẽ để thước dây tiếp ở đây luôn. Đây, ngay chắn đây. Đó, rồi các bạn sẽ để thước dây xuống đây cũng là 43 luôn. Thì cứ thế thì nguyên cái vòng lưng luôn. Nguyên cái vòng lai luôn. Đó. Thì sau khi vẽ xong rồi thì các bạn sẽ lấy cái kim thước, các bạn sẽ vẽ vòng cái lai. Đó, thế là xong. Nhi đã vẽ xong rồi, giờ Nhi đã cắt gờ giấy ra rồi nè đó các bạn. Thấy không? Bây giờ cái này là cái lưng nè. Đó, cái lưng á, dài lưng á là 52 cm nhân 2 miếng nha. Các bạn cắt 2 miếng về. Và cái này là to bản là các bạn cắt 8 cm nha. Đó, bây giờ Nhi sẽ Giải gì cũng chảy ra đều hết rồi, thẳng hết rồi nha cả nhà. Đó, thì cũng bề dài là với bề vuông bằng nhau là cũng 101 luôn nha cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ kéo từ cái miếng này. Đó, Nhi sẽ dịnh từ cái miếng này. Nhi sẽ kéo qua đây nha. Đó, các bạn kéo qua vậy nha các bạn. Đó. Cho nó ngay góc. Nè, thấy không? Các bạn kéo xéo thẳng ngay góc rồi. Thì các bạn sẽ kéo tiếp từ cái miếng này. Nha. Từ cái miếng này. Các bạn kéo qua đây. Đó. Kéo xong qua giải cho thẳng cho im hết rồi cả nhà. Thì cả nhà sẽ lấy cái gập. Đây, cái gập ở đây nó có cái sóng. Ở đây nó có đường nối. Thì cái đường nối sẽ vô người nha. Còn cái sóng thì theo cái sóng giải. Ở đây là cái đường nối nè. Thì các bạn ịnh lên. Đó. Đường sóng sẽ bằng nhau. Các bạn sẽ đặt cái sóng sóng giải và sóng gập bằng nhau, và trên lưng á cũng cái trên lưng á là cái miếng này là khi bằng Nhi đã nhau. cắt giải xong rồi nè cả nhà. Đó, Nhi đã cắt ra bá thành phẩm rồi đó. Bây giờ Nhi sẽ trải ra cho các bạn coi cái vòng tròn của cái váy nha. Ngay sau khi Nhi đã sắp hai miếng giải chắp lại sát luôn rồi cho cả nhà xem đó, thấy không? Đó, cái thùng váy rất là đẹp luôn. Bây giờ Nhi bắt đầu Nhi sẽ Hai ra bên cái chân. sườn nha cả nhà. Sườn bẹ phải và phải úp lại nha. Sau khi dắt hai cái sườn xong rồi thì lai nha nha các bạn. Đó, cái vòng lai thì dắt hết cái vòng lai thì mình sẽ có cái vòng lai một viên. Sau khi dắt xỏ hai sườn xong rồi bây giờ Nhi sẽ may một kim lại cái cho nó chắc nha các bạn.
kim ra cho nó chắc. Sau khi may sườn xong rồi, giờ Nhi sẽ may tiếp, may lai. Cái Nhi may cái to bản lai này là 3 ly nha. Thun này thì Nhi cắt 60 xăng. Kế tiếp Nhi sẽ nói cái miếng giải lưng lại nha. Đó, miếng giải lưng này Nhi cắt làm 2 thôi. Nhi sẽ nói cái miếng lưng này lại là 1 phân. Giờ Nhi sẽ kẹp cái miếng thun này nha, cái cũng thun này vô cái miếng giải này nha. Đó, Nhi sẽ lượt trước. Sau khi như các bạn lượt xong rồi thì các bạn sẽ chan thun ra. Đó, chan thun ra xong rồi sẽ dằn tiếp một lần giữa của cái thun này. Đây, sau khi Nhi đã dằn thêm một lần chính giữa của thun rồi, các bạn thấy đẹp không? Các bạn ơi, sau khi Nhi đã may xong rồi, Nhi đã ủi rồi nè, các bạn xem nè, cái chân quấy đẹp không? Đó, thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Đó, bây giờ Nhi sẽ mặc vô thử cho các bạn xem nha. Nhi may không có dài quá, cũng không có ngắn quá, Nhi sẽ may vừa đụng đầu gối thôi. Đó, khối vài dây, mặc áo trắng hoặc là mặc áo đen, nói chung là mặc áo màu. À, nhìn rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Nè, cả nhà nhìn nè, đẹp không? Đó, rất là đẹp luôn. Đó, Nhi sẽ tới trước cho cả nhà xem nha. Đó, đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Nè, ở trước nè, ở đằng trước nó có ship ly, có con thấy không cả nhà? Đó, ở phía sau nè, cả nhà nhìn nè. Đó, không? Rất là đẹp. Các bạn mà cứ coi theo clip của Nhi đi, các bạn cắt sẽ may y như vậy luôn á. Rất là đẹp luôn á các bạn. Nhi xin nghĩ xin kết thúc đây nha, cả nhà nhớ xem và ủng hộ cho Nhi Nguyễn Cuộc Sống Hoa Bỉ nha. Bye bye.